Hello, xin chào các bạn em. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái phát đồ hay là cái sơ đồ xử trí sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo ở người lớn các bạn. Thì cái này nó ban hành kèm theo quyết định số 3705 của Bộ Y tế 2019 ha. Khi bệnh nhân sốt xuất huyết cảnh báo đủ tiêu chuẩn trị dịch, tức là bệnh nhân không còn uống được nữa, bệnh nhân uống vô lõi ha. Thì nói chung là bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn trị dịch thì chúng ta sẽ đánh đầu tiên chúng ta sẽ truyền Lactapinger hoặc là Natri Doro 9 phần ngàn. Chúng ta đánh liều đầu tiên đó là 6ml trên kg trên 1 giờ. Thì chúng ta sẽ truyền trong 1 đến 2 giờ. Thì chúng ta sẽ truyền cái liều 6ml trên kg trên giờ 1 đến 2 giờ các bạn. Thì sau 1 đến 2 giờ chúng ta đánh giá tình trạng lâm sàng lại. Tình trạng lâm sàng ổn định, HCT ổn định. Ta thì ta sẽ đi theo nhánh này. Lâm sàng ổn định, tình trạng nó có ổn định. Thì chúng ta sẽ giảm liều dịch truyền xuống còn 3ml trên kg trên 1 giờ. Truyền trong 2 đến 4 giờ. Và sau đó tình trạng lâm sàng tiếp tục có ổn định nữa thì chúng ta sẽ giảm liều còn 1,5ml trên kg trên giờ. Chúng ta truyền 6 đến 18 giờ. Và sau 6 đến 18 giờ nếu mà tình trạng lâm sàng vẫn ổn định, HCT vẫn bình thường, không tăng thì chúng ta sẽ ngưng truyền dịch các bạn. Đó là chúng ta nói theo cái nhánh bình thường, tức là tình trạng bệnh nhân sẽ cái hướng tốt. Còn bây giờ ta nói cái nhánh thứ hai là cái nhánh này. Tức là sau 1 đến 2 giờ chúng ta truyền Lactapinger liều 6ml trên kg trên giờ. Nếu mà tình trạng lâm sàng không ổn định, đây các bạn thấy chữ không? Không ổn định thì chúng ta sẽ đi theo cái nhánh này. Tức là không ổn định là tức là bệnh nhân sẽ có biểu hiện sốc. Thì chúng ta sẽ lúc này chúng ta sẽ chống sốc theo cái phác đồ điều trị sốc sốt xuất huyết đen ở người lớn. Thấy các bạn là cái liều là từ 10 đến 15ml trên kg trên giờ các bạn. Thì chúng ta sẽ xem vào cái phác đồ kia. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.